Ngọc Sơn dạy dỗ và nhận xét thẳng về bản tính con người Hồ Văn Cường. Bầu Thụy, đại gia nghìn tỷ tuyên bố đồng hành với Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường. Hồ Văn Cường bất ngờ bị mạo danh để trục lợi. Lộ hình ảnh gây sốc, Phương Mỹ Trì bế tắc, ngược đãi bản thân tàn nhẫn. Quý vị đang đến với bản tin chuyện showbiz trên kênh tin tức Việt. Ngay sau đây mời quý vị cùng cập nhật những tin tức mới nhất về những drama ồn ào trong giới nghệ sĩ Việt. Ngọc Sơn dạy dỗ và nhận xét thẳng về bản tính con người Hồ Văn Cường Ngọc Sơn đã có những nhận xét thẳng thắn sau thời gian tiếp xúc chỉ bảo cho Hồ Văn Cường. Thời gian qua, danh ca Ngọc Sơn cùng doanh nhân Bầu Thụy công khai hỗ trợ Hồ Văn Cường trở lại con đường ca hát. Đến tối ngày 3 tháng 1, Bầu Thụy đã tổ chức live show cho nam danh ca 6X và Hồ Văn Cường. Chương trình được phát live stream trên mạng xã hội. Trong dịp này, Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường gây chú ý khi song ca tiết mục tình cha, lòng mẹ lần hiếm hoi trở lại sân khấu biểu diễn, con nuôi của cố nghệ sĩ Phi Nhung không giấu được sự lo lắng và hồi hộp. Về lý do hát chung ca khúc tình cha lòng mẹ trong lần tái xuất này, ông Hoàng Nhạc Xến bày tỏ mong muốn Hồ Văn Cường luôn giữ chọn đạo hiếu, ghi nhớ ơn nghĩa sinh thành. Đối với những học trò của mình, anh thường xuyên căn dặn phải ghi nhớ, đội chữ hiếu lên đầu mà đi, bắt buộc phải là người con hiếu thảo. Dù ở thời điểm nào trong đời thì ơn nghĩa sinh thành luôn là điều đáng trân trọng. Trước khi góp mặt trong chương trình này, Ngọc Sơn đã đưa Hồ Văn Cường đến nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh để chỉ dạy cách phát âm nhà chữ, kéo hơi và cả phong cách biểu diễn trên sân khấu. Qua thời gian tiếp xúc và diễn chung, anh nhận định giọng ca 10X là một người chân thành, lễ phép và có chí cầu tiến. Bên cạnh đó, Ngọc Sơn cho rằng Hồ Văn Cường có chất giọng lạ, nhiều cảm xúc, dễ dàng chinh phục khán giả, đồng thời rất yêu nghệ thuật, tiếp thu nhanh nhạy những điều anh chỉ bảo. Nam danh ca tin rằng chỉ trong thời gian ngắn luyện tập, Hồ Văn Cường sẽ trở thành một viên ngọc sáng, một giọng ca đầy ấn tượng trong làng nhạc Việt. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Bầu Thụy, đại gia nghìn tỷ tuyên bố đồng hành với Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường. Bầu Thụy tuyên bố đồng hành cùng danh ca Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường trong chặng đường nghệ thuật phía trước. Giữ đúng lời hứa, Bầu Thụy đã tổ chức live show cho Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường. Đúng như tuyên bố trước đó, Bầu Thụy, Doanh nhân Nguyễn Đức Thụy đã tổ chức live show Ngọc Sơn Hồ Văn Cường vào tối ngày 3 tháng 1 tại Ninh Bình, quê nhà của Bầu Thụy. Gia đình Bầu Thụy tiếp đón Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường. Đêm nhạc có sự tham gia của nữ ca sĩ Borero Hoàng Châu. Ba nghệ sĩ mang đến một sân khấu cuối năm vừa rộn ràng, tương bừng, lại có những giây phút lắng động cảm xúc. Hàng loạt ca khúc nổi tiếng như Tiền, Con đường xưa em đi, Lời tỏ tình dễ thương, Đường đến vinh quang, Người ơi hãy trở về, Cánh hồng phai, Người đàn ông tham lam, Xuân đã về, chờ đông, được gửi đến các khán giả. Các tiết mục đưa khán giả đi từ cung bậc cảm xúc này tới cung bậc cảm xúc khác. Đặc biệt tiết mục song ca Tình cha lòng mẹ của Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường khiến cho nhiều người xúc động. Năm 2021, Hồ Văn Cường đã trải qua nhiều biến cố, sóng gió và đây là lần đầu tiên giọng ca trẻ trở lại sân khấu sau thời gian dài vắng mặt. Bởi vậy Hồ Văn Cường không khỏi có cảm giác lo lắng hồi hộp. Tuy vậy có sự đồng hành của danh ca Ngọc Sơn nên cậu nhanh chóng lấy lại sự tự tin và thể hiện ca khúc một cách truyền cảm. Trên sân khấu, Ngọc Sơn cùng Hồ Văn Cường tương tác ăn ý. Được biết trước khi góp mặt trong live show dịp đầu năm mới 2022, Hồ Văn Cường đã được Ngọc Sơn hướng dẫn, chỉ dạy cho rất nhiều tại nhà riêng. Anh chia sẻ bí kíp phát âm nhà chữ, kéo hơi, tuyệt chiêu lấy một lần hơi cho Hồ Văn Cường. Đặc biệt, Ngọc Sơn cho rằng, ngoài tài năng thì người nghệ sĩ cần phải có phong cách riêng trên sân khấu để chinh phục khán giả với bản lĩnh của mình, chứ không chỉ có giọng hát. Sau thời gian luyện tập, Hồ Văn Cường cho khán giả thấy được sự tiến bộ trong cách hát, cách lấy hơi nhà chữ. Hồ Văn Cường được khen phong độ, chỉn chu và trưởng thành hơn trong lần xuất hiện này. Ngọc Sơn cảm nhận được Hồ Văn Cường là một người chân thành, lễ phép và có chí cầu tiến. Bên cạnh đó, Hồ Văn Cường có chất giọng lạ, nhiều cảm xúc, dễ dàng chinh phục khán giả. Ngọc Sơn nói Hồ Văn Cường có đam mê mãnh liệt với nghệ thuật và khả năng tiếp thu nhanh. Anh tin rằng chỉ trong một thời gian ngắn rèn luyện, Hồ Văn Cường sẽ trở thành một viên ngọc sáng, giọng ca ấn tượng của làng nhạc Việt. Ngọc Sơn cũng tiết lộ lý do anh muốn song ca tình cha lòng mẹ cùng Hồ Văn Cường là bởi Ngọc Sơn luôn muốn Hồ Văn Cường giữ chọn đạo hiếu, ghi nhớ ơn nghĩa sinh thành. Bầu Thụy rất tán thành suy nghĩ này của Ngọc Sơn và tuyên bố đồng hành cùng hai bác cháu trong chặng đường nghệ thuật phía trước. Suốt 20 năm qua, Ngọc Sơn không chỉ góp mặt trong những sự kiện quan trọng của bầu thụy mà còn luôn giữ được mối quan hệ thân thiết, coi nhau như anh em ruột thịt. Trong mắt Ngọc Sơn, Bầu Thụy là người thông minh, sống có tình nghĩa, hiếu thảo, hay làm việc thiện giúp bà con và cộng đồng. Đặc biệt, Bầu Thụy rất có hiếu với cha mẹ. Đó là điều Ngọc Sơn tâm đắc. Ngọc Sơn hy vọng Bầu Thụy sẽ ngày càng giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh, thay đổi cuộc đời của nhiều em nhỏ hơn nữa trong tương lai. Riêng Hồ Văn Cường, nam ca sĩ sẽ chính thức trở lại sân khấu thành phố Hồ Chí Minh trong chương trình Little Star Big Dream 2022 vào ngày 22 tháng 1, đứng chung sân khấu với hàng loạt ngôi sao của showbiz Việt. Hồ Văn Cường cũng sẽ có những tiết mục song ca cùng với Ngọc Sơn. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Hồ Văn Cường bất ngờ bị mạo danh để trục lợi. Mới đây, mạng xã hội xôn xao chia sẻ thông tin Hồ Văn Cường có fanpage mới sau khi chính thức quay trở lại với nghệ thuật. Trên trang có bài viết cho biết vì mới lập ít người biết nên mong được mọi người chia sẻ, quan tâm, ủng hộ giọng ca 18 tuổi. Bên cạnh đó, tài khoản còn đăng tải nhiều video hình ảnh mới và trước đây của con nuôi Phi Nhung để tăng thêm tính xác thực. Thậm chí trang Facebook này còn hứa hẹn chỉ cần đạt 10.000 lượt theo dõi sẽ livestream giao lưu với mọi người. Vì thế trong thời gian ngắn, fanpage đã thu hút hơn 8,8 nghìn lượt theo dõi và hàng nghìn lượt tương tác dưới mỗi bài viết. Điều gây tranh cãi là trang Facebook này lại đứng ra kêu gọi quyền góp tiền, giúp đỡ hai hoàn cảnh khó khăn, yêu cầu khán giả chuyển tiền vào số tài khoản lạ của một người nào đó, không phải là Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, theo xác nhận từ fan club chính thức và người đại diện của nam ca sĩ, thì tài khoản này là giả mạo và đang muốn lợi dụng tên tuổi Hồ Văn Cường để trục lợi bất chính. Còn nuôi Phi Nhung hiện chưa có bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào từ Facebook cho đến TikTok và YouTube. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận bức xúc. Cảnh báo, Hồ Văn Cường không kêu gọi mọi người nhé. Đây là Facebook giả mạo, mọi người đừng chuyển khoản để mất tiền. Em nhỏ vừa tái xuất đã bị mạo danh rồi, thương em. Tháng 10 năm 2021, Hồ Văn Cường cùng bố mẹ đã nhận toàn bộ tiền cát-xê suốt 5 năm đi hát, tiền thưởng từ lúc đăng quang từ quản lý cố nghệ sĩ Phi Nhung. Ngoài ra công ty cũng tặng thêm cho gia đình nam ca sĩ 500 triệu đồng như lời hứa của mẹ nuôi trước đó giọng ca sinh năm 2003 tuyên bố tách ra khỏi công ty, tự lập, sống riêng. Mới đây, Hồ Văn Cường góp mặt cùng danh ca Ngọc Sơn trong live show do bầu thị tổ chức ở Ninh Bình, nhận được nhiều sự quan tâm. Đây là lần đầu tiên giọng ca trẻ trở lại với sân khấu sau thời gian dài vắng mặt. Nhiều người khen ngợi Hồ Văn Cường có sự lột xác lớn về ngoại hình, có phong thái tự tin và kỹ năng xử lý bài hát tiến bộ hơn. Theo chia sẻ từ người đại diện, con nuôi Phi Nhung hiện đang được Ngọc Sơn và Bầu Thụy nâng đỡ trong sự nghiệp ca hát, lẫn giúp đỡ trong cuộc sống. Suốt những tháng qua, giọng ca lòng mẹ thường giúp Hồ Văn Cường luyện giọng hát từ cách phát âm, lấy hơi đến luyến lấy. Tận tình chia sẻ các bí quyết để ca hát và làm nghề cho Hồ Văn Cường. Danh ca Ngọc Sơn khẳng định, Hồ Văn Cường hoàn toàn có thể được đào tạo tốt lên với điều kiện là em ấy phải chăm chỉ. Tôi cũng không quên dạy em ấy cách đối nhân xử thế, hiếu thảo, biết ơn, tôn sư trọng đạo. Tôi không dám hứa nhiều, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ Hồ Văn Cường. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Lộ hình ảnh gây sốc, Phương Mỹ Chi bế tắc, ngược đãi bản thân tàn nhẫn. Những hình ảnh Phương Mỹ Chi chịu đau đớn vì giảm cân tiêu cực khiến khán giả không khỏi xót xa. Vừa qua Phương Mỹ Chi lần đầu tiết lộ chuyện mình bị áp lực lớn khi bị body shaming, miệt thị ngoại hình, dẫn đến cô giảm cân tiêu cực, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. Cụ thể, nhiều lời bình phẩm ngoại hình như mặt như tám cái bánh bao. Không phải khen chứ mày xấu quá luôn á. Phương Mỹ Chi lao vào giảm cân tiêu cực. Nữ ca sĩ dùng đủ phương pháp từ uống thuốc giảm cân, móc họng ói, cả tuần không ăn, chỉ uống nước hay đỉnh điểm là nhào nạn đốt mỡ. Những phương pháp này không những không đem đến hiệu quả mà còn khiến cho nữ ca sĩ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe như co thắt bao tử, trao ngược dạ dày, sức uống họng, thậm chí không thể hát vì quá đau, bầm dập tay, rụng tóc, stress, nổi mụn và rối loạn kinh nguyệt khi ở tuổi mới dậy thì. Đây cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ dũng cảm công khai những hình ảnh tự ngược của bản thân. Hình ảnh cánh tay bầm dập, tóc rụng của nữ ca sĩ 18 tuổi khiến cho nhiều người không khỏi xót xa. Sau khoảng thời gian stress vì cân nặng, Phương Mỹ Chi đã tìm được chế độ giảm cân khoa học lành mạnh cho mình. Nhờ đó cô giữ được vóc dáng cân đối cùng với tinh thần tràn đầy sức sống. Chia sẻ câu chuyện giữ kín bấy lâu, nữ ca sĩ hy vọng đây sẽ là bài học để mọi người sống tích cực hơn, dành lời khen cho những người xung quanh thay vì những lời bình phẩm ngoại hình khiến cho người khác cảm thấy tự ti và áp lực. Quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh Tin tức Việt, nếu thấy bản tin hay hoặc có những lời góp ý cho kênh, mong quý vị đừng ngần ngại thể hiện qua phần bình luận. Cảm ơn quý vị và ngay sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý khác.